Xin chào cả nhà, hôm nay thì bà con đi rừng đắc côi và hái về được một cái giống lan cực kỳ quý hiếm luôn mọi người nha. Đây chính là đơn cam đắc côi, cho cái màu hoa cam cực kỳ đẹp luôn. Nó là loài lan rừng nằm trong top quý hiếm nhất hiện nay của rừng Việt Nam, nằm trong top 5 những cái loài lan quý hiếm và đắt tiền nhất mọi người nha. Và nếu mà các bác anh chị chúng ta có thể là chăm sóc khi mà hoa nở thì mọi người sẽ thấy nó vì sao nó được xếp hạng vào danh sách những cái loài lan quý nhất, bởi vì khi mà hoa nở cho ra những cái chùm hoa màu cam đẹp cực kỳ luôn mọi người nha, rất là đẹp và nổi bật. Chính vì vậy thì rất nhiều anh em khi mà chơi sưu tầm thì đều mong chờ tới cái mùa hoa đơn cam để có thể là được ngắm kỹ rõ hơn cái mặt hoa của nó. Và thường thường thì cái cây đơn cam này nó cũng hay xuất hiện vào cái mùa hoa mọi người nha, tức là cây nó hay mọc trên những cái cành cây cao cổ thụ rất là cao. Khi mà anh em đi rừng tầm lan á thì nếu mà vào cái mùa chưa nở hoa á, thì rất là khó thấy, đứng từ dưới đất nhìn lên trên cao rất là khó thấy mọi người nha. Và thường thì chỉ thấy được phát hiện vào cái mùa hoa, tức là lúc đó nó nở đỏ rực ở trên những cái cành cây cao á, thì mọi người đứng dưới và hái được. Tuy nhiên thì cái thời điểm đó thì nó nở hoa về thì mọi người biết rồi, có thể hái về thì anh em cũng chỉ chơi hoa được một thời gian ngắn thôi, bởi vì khi mà hái từ trên rừng về rồi có thể vận chuyển tới nơi cho các bác chị sưu tầm nữa thì cái quá trình nó cũng dài và chúng ta không chơi được đã. Và nay thì bà con có hái về được lô nguyên bản và cây đợt này đang thắt ngọn nhé mọi người, thắt ngọn để sẵn sàng ra hoa trong cái dịp xuân này sắp tới. Nên là anh em khi mà sưu tầm những cây này về chúng ta chỉ việc chờ ngắm hoa thôi, và khi hoa nở đảm bảo mọi người sẽ thấy cái bông hoa cực kỳ đẹp luôn. Và nay thì về em cũng chia ra thành một số hình cho anh em sưu tầm ha. Đây mọi người thấy nè, nó ví dụ hình 1, 2, 3, 4, 5, mỗi hình được 4 khúc nguyên bản với 1 giờ rơi ha, thì giá 100 ngàn thôi. Tiếp theo là 6, 7, 8, 9, 10 là mỗi hình là được 2 khúc nguyên bản, giá cũng chỉ 100 ngàn thôi mọi người. Và 11, 12, 13 mỗi hình là một cái giờ riêng nha, giờ đẹp ha, thì giá 100 ngàn. Rồi có 14, 120 ngàn và cuối cùng là VIP 15, cái giờ VIP nhất ngày hôm nay thì giá là 200 ngàn. Đó mọi người thấy không, cái giá nó rất phải chăng để anh em sưu tầm thôi. Tiếp theo nữa là một cái khúc nguyên bản lọng rồi nha, đây là một cái cây lọng vàng. Và đặc biệt là cây này em chưa được thấy trực tiếp mặt hoa, nhưng mà theo những lời kể của những người thợ đi rừng á thì cái cây này khi mà nở hoa rất đẹp mọi người nhé, hoa vàng hồng trắng mọi người ha. Hiện tại thì nó không có một số nụ rồi, và đặc biệt là nó mọc rất đều và đẹp. Cây này treo lên anh em vừa ngắm thân lá vừa ngắm hoa đẹp lắm ha. Hình 16 150 nè. Và tiếp theo nữa là cây hoàng lạp hay gọi là hoàng lan á. Cây này là cái giống hoàng lam thân luôn, anh em có thể thấy là cây nó tròn vo, nhìn như trái bóng rất dễ thương mọi người nhé. Rồi mỗi một phần đây thì giá 100 ngàn cho anh em sưu tầm. Đây đều là những cái loại lan quý của rừng đắc côi ha. Rồi bây giờ em sẽ quay kỹ cụ thể từng hình, thì anh em thích hình nào cứ liên hệ với em nhé. Rồi đầu tiên là hình số 1 này, có giá là 100 ngàn, một khúc nguyên bản nè, hai khúc nguyên bản nè, 3 khúc nguyên bản, 4 khúc nguyên bản và 1 giờ rồi. Rồi 100 ngàn thôi mọi người. Em chia ra cái phần trăm ngàn cho anh em dễ sưu tầm. Một hình nguyên bản nè, hai hình nguyên bản nè, 3 hình nguyên bản nè, 4 hình nguyên bản nè, và 2 giờ rồi nữa. Rồi hình số 2 100 ngàn. Tiếp theo là hình số 3, một khúc nguyên bản nè, hai khúc nguyên bản nè, 3 khúc nguyên bản nè, 4 khúc nguyên bản nè, 5 khúc bản. 5 khúc bản này giá là 100 ngàn mọi người nhé. Cây đơn cam này nó lung lung ngắn ngắn vậy thôi mà nó đủ độ tuổi ra hoa hết rồi mọi người nhé. Cái cây giống này rất là hay, thân lung lung ngắn ngắn như đốt ngón tay nhưng mà vẫn ra hoa vô tư. Đó là đặc điểm rất là hay của cây đơn cam. Tiếp theo là hình số 4, giá 100 ngàn nè. Một hình nè, hai nguyên bản nè, ba nguyên bản nè, bốn nguyên bản, năm nguyên bản ha. Rồi hình số 4 này giá cũng 100 ngàn thôi. Tiếp theo là em sang hình số 5. Đây, số 5 cũng 100 ngàn rồi. Một hình nguyên bản nè, hai hình nguyên bản nè, ba hình nguyên bản, bốn hình nguyên bản và một giờ rồi. Rồi 100 ngàn. Đó là những cái về đơn từ số 1 tới số 5 ha. Tiếp theo là em sang những cái hình mà hai cây, hai khúc nguyên bản một, giá 100 ngàn nè. Một, hai nè. Đó, hình 6, hai khúc nguyên bản đẹp ha, giá 100 ngàn. Tiếp theo là sang hình số 7, một khúc nguyên bản nè, hai khúc nguyên bản. Rồi số 7 giá 100 ngàn, hai khúc nguyên bản. Tiếp theo nữa là em sang hình số 8, một khúc nguyên bản nè, hai khúc nguyên bản. Rồi hình số 8 giá 100 ngàn mọi người nha. Tiếp theo nữa là hình số 9, hình 9 100 ngàn nè, một nè, hai. Rồi hình 9 giá 100 ngàn, hai khúc nguyên bản. Tiếp theo là em sang hình số 10,
một khúc nguyên bản nè, thân đỏ đỏ hay ha, hai khúc nguyên bản rồi 100 ngàn. Tiếp theo nữa em sang những cái dừa đơn mọi người nhé. À, đây là đều là những cái dừa đẹp đặc biệt nè, hình số 11 đây. À, đẹp không, giá 100 ngàn mọi người nhé. Đấy, số 11 100 ngàn. Rồi tiếp theo nữa là sang hình số 12. À, số 12 nè. Rồi, hình số 12 giá 100 ngàn. Ừ. Theo nữa là hình số 13. Số 13 ốm ốm nhưng mà được cái thân nó dài. Thằng này nở hoa cũng rất là sai mọi người nhé. Rồi, hình 13 giá 100 ngàn ha. Tiếp theo nữa là sang hình 14. Hình 14 giá cũng 100. Hình 4 là 120 ngàn mọi người nhé. À, rồi, hình 14 120 ngàn. Cuối cùng là hình VIP 15. Đây là cái hình VIP nhất ngày hôm nay. Về này nó được 3 cái thân tơ luôn mọi người. 3 thân tơ, một hoa trong đó có dừa đây dài nhất nè. Những dừa này thì chơi hoa rất là sướng mọi người nhé. À, anh em khi mà sưu tầm này nó nở hoa thì bao chất luôn. À, đây anh em xem mùa trước nè, thân nó mới ngắn ngắn thôi mà nở sai kinh khủng chưa. Mọi người tưởng tượng cái thân tơ mà dài đây mà nó nở hoa thôi ngắm khỏi phải chơi luôn. Rồi hình này VIP 15 giá 200 ngàn mọi người nhé. Rồi xong đơn cam, tiếp theo là em sang dừa lộng nha. Dừa lồng thân vàng rất đẹp và lá đây mọi người. Cái này nó đẹp từ thân tới lá, nhìn cái lá nè. Lá nó xanh xanh cam cam nhìn rất là mắt. Đặc biệt là cây đang nụ nha. Cây này theo lời bà con thì hoa rất là đẹp. À, hoa vàng và hồng trắng mọi người ha. Anh em sưu tầm về chúng ta móc dây treo thôi. Cây mọc xòe đều và nguyên bản luôn. Nguyên bản này về anh em chỉ biết treo dây mọi người nha. Rồi, giờ này giá 150 ngàn thôi rồi nha cho anh em sưu tầm. Tiếp theo nữa là em sang lan hoàng lạp hay gọi là hoàng lan ha. Cây này là cái giống hoàng lạp thân lùn của rừng con cơm. Đây anh em xem nè, thân lùn lùn tròn như quả bóng luôn, nhìn rất dễ thương nha. Này thích hợp cho anh em là chơi bonsai ha. À, trồng ghép bonsai. Đấy, cái hàng này lâu lâu mới gặp thôi mọi người. Bình thường là cây nó thân dài 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 á. Rồi. Về hình số 17 này giá là 100 ngàn mọi người nha, 100 ngàn. Tiếp theo là em sang hình 18. Đây mọi người xem cũng thân lùn nè. Đấy. Rồi hoa vàng mọi người nha, hoa vàng hồng đỏ rất đẹp. Rồi, hình 18 này cũng 100 ngàn. Và cuối cùng là hình 19 này cũng 100 ngàn luôn. Đấy, 19. Rồi, 19 giá 100 ngàn. Rồi, anh em sưu tầm hình nào cứ liên hệ với em nhé. Mọi người liên hệ đại 0384 750 258. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà nhé. Nay đơn cam thực sự rất đẹp, toàn nguyên bản, được bà con mới hái từ rừng về luôn nhé. Tranh thủ quay clip lên để anh em sưu tầm luôn. Xin chào mọi người ạ.